Rồi, hello anh em ha. Bữa nay mình hướng dẫn cho anh em cái cách hùn vẹt ha. Ở miền Bắc mình hay gọi là vẹt, ở miền Nam thì hay gọi là két ha. Thì đây mình có hai con vẹt nè. Anh em ở trên hội thì hay gọi là vẹt bổi. Vẹt bổi tức là nó mua ở tiệm về á, hoặc là mình săn bắt á, nó ở tự nhiên, nó chưa được cái hùn á, nó chưa hùn được thì nó rất là sợ người ha. Thì ở đây mình có hai con, còn ở đây thì ba con. Ba con này thì là chim yến phụng nha. Mấy con yến phụng này thì mình nghĩ ít có ai mà hùn, hoặc là ít có ai mà bắt ra để chơi rồi xích ở ngoài đồ. Cái này thì thường là chỉ nuôi trong chuồng cho nó đẹp, với lại nuôi trong bầy nè. Đó, mình làm cho nó cái xích đu ha, mình làm cho nó xích đu và mình mua cầu hang. Cầu hang này thì ở trên Shopee. Đó, anh em nào có nhu cầu mua cầu hang này thì mình có để đường link ở dưới phần mô tả, dưới phần bình luận ha. Đó, thì cái cầu hang này thì nó thiết kế khá là to, bự, chắc chắn. À, con vẹt đó, con yến phụng nó rất là thích ha. Đấy, rồi còn ở đây là con vẹt ha, mình gọi là vẹt đi. Ở đây mình có mua cái loại nước cho nó uống nè. Bình thường lúc trước thì mình xài cái này, mình xài cái này vừa là để đồ ăn, vừa để một bên là để đồ ăn, một bên thì để nước uống, nhưng mà thường là nó hay bị dơ đó, nên là mình chuyển qua mình xài cái này thì nó tự động hơn, nó không có dơ ha. Đó, nhưng mà cái này mới gắn vô thì nó hơi bị nghiêng cái chuồng nè, để nó chút xíu mình chỉnh lại. Ở đây còn con vẹt này á, là con vẹt theo mình là con vẹt đực nha, tại vì cái đuôi nó dài á. Ở con này thì mình thuần được rồi. Còn cái con bên đây á thì là con vẹt cái thì nó hung dữ bà cố luôn, mình thuần nó khó lắm anh em. Với lại cái con này á, nó kiểu giống như nó bự, nó già, nó lớn rồi, nó khôn lắm. Bữa nay mà thuần được, ngày mai thuần được thì còn đỡ. Còn ví dụ như bữa nào mà mình bận quá, cái mình quên bắt ra, bữa nay thì hùn qua bữa sau, cách hai bữa mà mình mới bắt nó ra thì nó cắn thôi rồi luôn đó. Rồi với lại cái mỏ của nó cắn thì rất là đau, mặc dù là đeo 4 lớp bao tay nhưng mà nó cũng cắn anh em. Thì cái chỗ của cái mỏ của nó đó, mình có mài nhẹ lại chút xíu cho nó bớt nhọn lại đó. Anh em thấy không, con này nó khó hùn lắm. Con này mình đang cố gắng hùn mà bữa nào vô nó cũng cắn thôi nghé luôn. Ở đây với chân của nó mình cố gắng nha, nó đi quá ha. Mình qua con này đi, con này nó hiền hơn, con này nó hùn rồi. Đó. Thì ở chân của nó thì mình có cái chiếc nhẫn ha. Chiếc nhẫn này có thể khắc tên được luôn. Anh em khắc số điện thoại hoặc khắc tên của mình. Còn riêng mình thì mình chỉ khắc là cái cho vui thôi, mình khắc là chữ là nhậu không ha. Khắc cái chữ là nhậu không. Đó. Nó hiền lắm, con này bắt ra chút xíu là ok. Còn cái chân bên phải thì đeo nhẫn ha, chân bên phải thì đeo nhẫn nè. Còn chân bên trái thì mình đeo cái dòng số 8 để mình bắt ra mình xích đó. Còn cái cánh của nó thì mình đã có cắt rồi luôn nha, mình cắt cánh thẩm mỹ đó, mình cắt cánh thẩm mỹ thì cắt chừa lại hai sợi đó, cho nó đẹp. Chút xíu nữa mình sẽ bắt ra, tại vì chưa quen nên là mỗi lần bắt thì mình rủ vợ mình bắt, mình cầm một cầm nó một tay rồi vợ mình mới bắt vô cái xích ha. Xích của con vẹt này thì nó có 3 loại luôn, chơi chút xíu nữa mình sẽ quay cho anh em xem nè, có 3 loại xích luôn đó. Còn đây là cái chuồng ha, chỗ anh em hùn sao rồi. Có chỗ mình thì mình bắt cái con này ra mình chơi nó chừng một ngày thôi là nó kiểu giống như là nó nhớ mình đó anh em. Nó hiền lắm, nó ok. Còn ví dụ như ở cái con bên đây thì nó to hơn. Đó, con này thì nó hiền hơn ha. Còn cái con bên đây thì sau mình thuần vào được rồi, nếu mà nó kiểu giống như là ngày nào mình cũng bắt nó ra thì là ok nha. Còn ví dụ như bữa nào mình bận, mình bỏ nó chừng 2 bữa là nó quên mình. Con này bị mất trí nhớ thì sao á, hôm gà phần nó cắn hôi nhé luôn đó, nó hung bà cố luôn. Còn mấy con yến phụng bên đây thì chỉ để trong chuồng thôi, chưa bắt nó ra, hay nó nhỏ quá với lại xích đồ này kia nó cũng khó lắm. Con vẹt thì nó ok thôi. Rồi thì đây là cái chuồng nè, cái chuồng xích nè. Cái này có 100.000 anh em, rẻ. Nhưng mà mấy cái chỗ này thì nó hơi nhược điểm chút xíu là nó hơi bén nha. Chỗ này nó hơi bén nè, anh em cầm cẩn thận, hoặc anh em có thời gian thì anh em dùa mài lại chút xíu. Cái sợi xích này là một loại nè. Xích này thì xích ngắn để cho anh em thuần đó nè. Thì 27.000 hay gì đó, 27.000. Đây hai cái chung nước để uống nha. Đó, rồi, ok.